Hi, hello, xin chào các bạn nha. Lâu quá rồi mình không có thời gian để đăng mà mình quay video. Hôm nay sẵn mình đi làm, mình đem theo cái máy rồi mình quay, mình xin chia sẻ với các bạn luôn. Hay có ai giống như mình không? Già rồi, năm mấy tuổi rồi, đi làm có mẹ già đi theo, ngồi coi chừng để làm việc, coi làm việc có đàng hoàng hay không, phải không má? Đó, làm việc chỉ quy mà. Đó, má mình ngồi chỉ huy mình đó. Đó, có nghĩa là coi mình có làm việc đàng hoàng hay không. Đó, đi làm chở má mình theo đó. Nhận sơn lại cái nhà này thì sẵn đây mình xin chia sẻ với lời các bạn luôn. Bởi vì mình thấy có nhiều người á, thợ sơn á, thì người ta biết, mà nhưng có những người ở nhà người ta tự sơn nha, sơn là nhà, mà nhưng người ta quên một cái công đoạn rất là quan trọng. Thì là cái công đoạn này, ở đây mình muốn nói đó là mình dùng cái sugar shop. Cái nước này á, là để lau cho nó sạch cái giống như cái bức tường cũ này, mình lau cho nó sạch đi. Và đồng thời nó cũng là để cho chống mốc nha. Cái chống mốc là cái quan trọng. Thì thường thì là nhà cũ á, mình sau khi mà giống như mình chét bột lại, chẳng hạn như nó có những cái lỗ giống như lỗ ở đây, mình chét bột lại rồi mình chà xong rồi đó, thì mình dùng cái nước này mình pha. Thì một cái chai này đây, mình tới gần cho các bạn xem. Thì một cái chai này á, thì là nó là một lít mà pha được tới 80 lít lần nha, pha được tới 80 lít lần. Thì các bạn dùng một cái xô, mình hứng một miếng nước hơi ấm thôi, rồi mình cho cái này vào, rồi mình dùng cái nồi dẻ mình nhúng nó, rồi mình lau sạch. Nếu mà có mà giống như chà bột, chét bột gì đó, thì những cái bột mà mình chà lên đây, nó còn giống như mình chà bột thì bột nó bám lên đây, thì mình lau đi, thì nó vừa là dùng để giống như là làm sạch cái vết dơ cũ, mà đồng thời cái quan trọng ở đây là mình muốn nói là nó chống mốc nha. Nếu mà các bạn mà dùng xà bông bình thường hoặc là nước bình thường mà các bạn lau lên trên cái bức tường như vậy, và các bạn có sơn 2 nước 3 nước gì đi nữa, thì một thời gian sau đó nguyên một mảnh luôn, nó sẽ bị rớt xuống hoặc là nó sẽ bị nứt và nó bị rớt đi. Còn không thôi đó, là nếu mà nhà mà nó hơi ẩm ướt một chút xíu đó, thì nó sẽ bị mốc. Thì nếu mà các bạn mà dùng cái chai này để đăng mà lau làm sạch, làm vệ sinh sạch cái sơn cũ, và nó sẽ làm cho cái bức tường của mình đó nó vừa sạch đi mà nó không có bị mốc trong một thời gian dài nữa. Rồi thật ra hồi sáng là trước khi mình quay cái video này á, là mình có quay một cái shot, mình bỏ lên cái post một cái shot đó khoảng chừng 50 mấy giây thôi. Thì có anh bạn ở Việt Nam cũng là fan của mình, cứ mỗi lần mỗi cái video mình bỏ lên đó là ảnh là một trong những người coi đầu tiên. Thì sau đó ảnh có nhắn tin qua hỏi cho mình là lý do tại sao nhà ảnh chỉ sơn mới có 1-2 tháng, thì đã 1-2 tháng sau á, thì nó đã bị mốc. Thì sẵn đây á, là mình xin chia sẻ luôn á, là thực ra cái video này mình đã quay xong hồi sáng rồi, nhưng mà tại vì sau khi mình nói chuyện với anh thì cái này là mình quay sau khi mà mình đã quay xong rồi thì mình quay lại mình nói thêm. Thì là cái lý do mà cái nhà mà sơn mà bị mốc á, nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là nhà ở Việt Nam á, người ta không có chống mốc. Cái chai này á, là không cần phải chà, không cần phải pha nha. Cái chai này á, là người ta đã pha sẵn rồi, mình chỉ xịt thẳng lên giống như mấy cái dấu dơ như vậy, mình xịt thẳng lên rồi mình lau cái tường, rồi mình chờ nó tới khi mà nó khô thì mình sơn lên. Thì cái này là vừa để vệ sinh cái sơn cũ, cái vách cũ, và cũng đồng thời là chống mốc. Còn cái chai này thì cái hồi sáng cái khúc đầu mình cũng có nói rồi,
là cái này chai này là pha 1/80. Thì cái chai này á, ở đây 1 lít đó, nó có 5 đồng 98 cent, cho 6 đồng đi, 6 đồng cho 1 lít. Một cái chai 1 lít này mình pha được tới 80 lít nha. Mình pha trong cái thùng lớn đó, xong rồi mình lấy cái nồi dẻ mình lau. Rồi cái thứ hai, nhà ở Việt Nam mà không bị mà bị mốc, ngay cả nhà ở Úc cũng vậy. Nếu mà người ta không biết á, là người ta không có dùng cái chai chống mốc để đặng mà người ta lau chùi vệ sinh nó trước khi người ta sơn thì nó vẫn bị mốc như thường nha. Còn cái lý do kế nữa là nước sơn ở đây phần nhiều quá, nước sơn để mình lấy cái thùng đây, nước sơn ở đây thường thường người ta làm trong cái thùng lớn như vậy đây, thùng nhỏ có, thùng 10 lít có, 15 lít có. Thì nước sơn ở đây là giống như mình mua thường thường là trong cái thùng sơn này là cái thùng sơn nước màu chỉ có màu trắng thôi, cái sơn tường chỉ có màu trắng thôi. Mình muốn sơn màu gì thì trên đó có người ta có những cái cạc người ta đưa cho mình, mình đi lựa những cái cạc xong rồi sau đó người ta sẽ pha đúng cái màu đó cho mình. Và cái mà mình muốn nói là nước sơn ở Việt Nam tại sao sơn lên một thời gian nó mốc, sơn bên trong hay bên ngoài nó vẫn mốc, đó là lý do nước sơn tuyệt đối không được pha thêm nước. Dù bất cứ lý do gì mình cũng không được pha thêm nước, bởi vì nhà sản xuất người ta đã tính trước rồi là cái nước sơn đó cho vừa đủ để đặng mà người ta đã pha cái liều lượng nó đã đủ rồi. Bây giờ mình bỏ nước vô nữa thì không khác gì là trong nước sơn nó có nước, thì mình để một thời gian thì nước từ trong cái nước sơn đó nó sẽ làm mốc đi, nó làm cho mình bị mốc. Rồi cái lý do kế tiếp mà bị mốc á thì là thợ sơn sơn vào những ngày bị mưa hoặc là ẩm ướt, thì lúc mà mình sơn nhà mình tránh những ngày trời mưa nha, những ngày khô ráo thì tốt hơn. Tại vì những ngày trời mưa thì trên cái vách này làm gì nó cũng có, cũng bị ẩm ướt. Vì vậy nên lúc mà mình sơn lên á, mình sơn cái nước sơn mới lên thì nó bị giữa cái vách tường và cái nước sơn mới nó có một cái lớp nước ở bên trong, nó làm cho mình bị mốc, từ bên trong mốc ra và nó có thể bị lột hết nguyên mảng luôn nữa. Còn như nhà ở đây á, nó không thể nào mà bị lột được. Để mình lấy đồ mình cạo cho các bạn xem. Đây, chẳng hạn như vết tường đây, đây mình cố tình nó cũng không bao giờ chốc. Một khi nước sơn mà mình đã sơn lên rồi đó, mà mình sơn đúng, có nghĩa là mình sơn lót xong rồi mình sơn cái top coat lên, cái bề mặt nước sơn cuối lên, mà mình vệ sinh đúng cách thì nó sẽ không bao giờ bị mốc và cũng không bao giờ bị bung chóc ha. Là không có chống mốc trước khi sơn. Hai là nước sơn bị pha nước nên nó mới bị mốc. Ba là sơn vào lúc trời ẩm ướt, có nghĩa là trời mưa hoặc là trời ẩm ướt nên nó mới bị mốc. Thì có ba cái lý do tránh đó. Thì các bạn làm sao mà cố gắng mình cố gắng làm sao mà mình fit được cái ba cái lý do đó, thì là nhà các bạn mình bảo đảm luôn, nếu mà sơn xong 10 năm 20 năm sau nhà vẫn không bị mốc, vẫn mới như ngày nào. Tại ở đây là chủ nhà người ta muốn sơn lại thôi, chứ nếu mà người ta muốn cho làm sạch lại đó, tại nói là nghe tại tại nhà có bị lủng lỗ, người ta đóng đinh bị lủng lỗ nên mình phải chét lại, mình sơn lại. Chứ nếu không, nếu mà người ta muốn mình vẫn chà sơn và lấy cái chai sugar shop, cái nước vừa để vệ sinh vừa chấm móc, thì mình xịt lên mình chà một hồi thì nó cũng trắng trắng như mới thôi đó, như các bạn thấy mình chà lên như vậy. Rồi bắt đầu mình lấy rồi mình chùi đi, chỗ nào mà đen nhiều quá thì mình chùi hơi lâu một chút xíu thì cũng giống như cái nước sơn giống như mới vừa sơn lên thôi. Nhưng mà tại vì người ta muốn sơn lại hết, tại vì nó có những cái lỗ mình chét mấy cái lỗ nên thành thử ra sơn lại để đặng mà cho giống như thành ra hoàn thiện cho một giống như một cái phòng mà nó giống như là một cái phòng mới, cái nhà mới vậy đó. Cái lý do mà tại sao mà thợ sơn ở Việt Nam người ta pha nước thì chuyện dễ hiểu thôi, bởi vì
cái nước sơn mà loãng á, người ta pha nước vô cho cái nước sơn loãng để đằng mà cho dễ sơn ha. Cái đó là một trong những cái lý do người ta pha nước. Mua ở trong thùng từ hãng về như thế nào, người ta để y như vậy người ta sơn. Ngay cả trên cái thùng cũng có nói nha, cũng có hướng dẫn, cũng có chỉ. Tuyệt đối là không có pha thêm nước, không pha thêm bất cứ cái gì hết. Mình chỉ đổ ra, mình sơn thôi. Còn màu thì khi nào, khi mà mình mua, mình chọn màu á, ở tại tại nơi mà bán sơn cho mình á, ở đó người ta pha cho mình luôn. À, thật ra là một cái thùng sơn trắng như vậy thôi. À, bất cứ thùng sơn nào cũng là một thùng sơn trắng. Mình muốn ví dụ là cái màu này đi, thì mình đem cái tờ giấy màu đó đó, đem tới cái kệ hàng cho người ta, rồi người ta mới pha liều lượng như thế nào đó, người ta có cái máy đàng hoàng, người ta mới bỏ, người ta cân rất là chính xác luôn. Thật ra giống như mình đang sơn hết sơn đi, mình ra mình mua một cái thùng khác, về người ta pha hai cái nước sơn mình để sát nhau sơn, vẫn cùng giống như màu nha nha, vẫn giống như nhau nha, với điều kiện là mình không được pha nước, pha gì thêm hết. Thì sau khi người ta bỏ vô á, người ta có cái máy, người ta lắc, người ta đánh sơn cho nó đều lên. Thì đó là một trong những cái lý do mà thợ sơn ở Việt Nam người ta làm, pha thêm nước để cho giờ dễ sơn. Thật ra ban đầu á, mình cũng không có biết là thợ sơn ở Việt Nam pha thêm nước đâu. Cái chuyện xảy ra đó là cũng cách nay cũng gần chục năm rồi. Thì có một ông chú ở Việt Nam đi qua đây du lịch chơi, rồi lúc đó mình có nhận đi sơn nhà cho người ta, thì là ông chú mới xin đi theo phụ. Thì là mình có sơn cái nhà, thì đang lúc sơn đó, thì mình bận mình có công chuyện, mình phải đi ra ngoài. Thì trước khi mình đi đó, thì mình có nhắm nước sơn đó là không đủ, nên mình phải mua thêm 5 lít nữa về để ra mà về sơn. Thì sau khi mình đi công chuyện xong á, mình trở về nhà thì mình thấy cái phòng nó sơn xong rồi, thì mình có hỏi ông chú, lấy nước sơn đâu ra sơn? Thì ông chú mới nói, ông chú pha thêm nước để đằng mà sơn lên. Thì các bạn biết lúc đó là mình muốn xỉu tại chỗ luôn, bởi vì nếu mà mình nhận sơn nhà cho người ta mà mình pha nước vô như vậy đó, một thời gian khoảng chừng vài tháng sau là nó sẽ bị lấp chấm bị móc hết. Mình dùng máy mình đánh xong rồi mình tẩy đi một lần nữa, rồi mình mới dùng cái nước này để rằng mà mình chống mốc nó chờ khô. Thay vì cái job đó là cái công việc đó là bữa đó xong rồi, thì mình phải mất thêm 3 ngày nữa, là một ngày là mình phải chà nó đi, chà sạch cái nước sơn mà bị pha nước vô á. Rồi mình phải thêm một ngày nữa là mình phải dùng cái nước này để là mình lau đi, rồi mình chờ cho tới thêm một ngày nữa rồi mình mới sơn lên lại cho khách. Thì hôm nay sẵn là mình mới vừa nói chuyện với là cái anh mà ở bên Việt Nam, ảnh nhắn tin qua ảnh hỏi lý do tại sao móc, thì bị làm cho mình nhớ lại là cái câu chuyện năm xưa nó là như vậy, là nước sơn ở Úc hoàn toàn không được pha nước nha. Mình mua về sao mình sơn lên như vậy. Các bạn không cần phải pha nhiều đâu, chỉ cần một ít nước bỏ vô thôi. Một ít nước thôi bỏ vô sơn lên, cái phòng đó mình bảo đảm là sẽ bị móc. Bởi vì nước sơn người ta có nói là không được pha bất cứ cái gì hết, mà mình bỏ nước vô là sẽ bị móc. Và cũng từ cái ngày đó thì là ông chú mà du lịch ở Việt Nam qua đi theo mình đi làm đó, cũng không có đi theo mình làm nữa. Bởi vì ông không tin là nước sơn pha nước vô bị móc. Ông cứ nói tới nói lui hoài là bạn ông ở Việt Nam có tiệm bán nước sơn này, để ông gọi về Việt Nam ông hỏi, và ông nhất định ông không tin là nước sơn pha nước bị móc. Vì vậy nên các bạn ở Việt Nam, nhất là mấy các bạn thợ sơn á, hãy cân nhắc kỹ trước khi pha nước sơn nha. Ở đây mình không có nói ai đúng ai sai, nhưng mà theo như khuyến cáo trong nhà sản xuất á, lúc nào cũng vậy, ở trong những cái thùng nước sơn này đó, người ta có nói rõ đàng hoàng không được pha bất cứ cái gì hết, hóa chất hay là
nước hay là cái gì, tại vì ở trên đó người ta đã làm đúng liều lượng rồi thì mình chỉ làm theo như vậy thôi. Còn nếu mà muốn pha thêm nước như thế nào á thì mình ở đây người ta thường thường những trên những cái thùng nước sơn người ta có để số điện thoại hết, người ta cho mình gọi lên để đặng mà mình hỏi người ta. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình biết bao nhiêu năm đó thì là trong tất cả nước sơn, tất cả luôn, từ sơn dầu, sơn gỗ hoặc là sơn lên tường, sơn lên trần nhà, bất cứ nước sơn nào là nhà sản xuất người ta làm ra như sao thì mình sơn y như vậy, không thêm bớt bất cứ cái gì cho trong đó hết ha. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. Khi quý vị đang lái xe trên đường, hãy nhớ luôn giữ khoảng cách an toàn với xe tải. Do kích thước và chiều dài của chúng, xe tải có điểm mù lớn hơn xe hơi trung bình. Điều này có nghĩa là tài xế xe tải không phải lúc nào cũng nhìn thấy quý vị. Vì vậy, để giữ an toàn cho mọi người, hãy thận trọng khi lái xe bên cạnh hoặc phía sau xe tải.